Điều cấm kỵ khi ăn dưa hấu cần biết để tránh kẻo rước bệnh vào thân. Dưa hấu là loại quả chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, B6, C, calilicopin và citrulline. Tuy nhiên, không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt và không phải ai cũng biết ăn dưa hấu đúng cách. Dưới đây là những điều cấm kỵ khi ăn dưa hấu có thể gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể. Không nên ăn dưa hấu trước và sau bữa ăn. Dưa hấu là loại hoa quả chứa nhiều nước. Nếu ăn ngay trước và sau bữa ăn, những thành phần trong phần lớn lượng nước trong dưa hấu sẽ làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của cơ thể. Đồng thời, với lượng nước lớn vào cơ thể sẽ chiếm phần lớn dung tích chứa của dạ dày, gây cảm giác no, giảm yếu tố kích thích ăn uống, ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe trẻ em, thai phụ. Không nên ăn nhiều dưa hấu lạnh. Trong tiết trời ngày hè oi bức, ăn dưa hấu lạnh luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong nhu cầu giải khát, đẩy lùi cơn nóng bức. Tuy nhiên, điều đó lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến dạ dày của bạn, nên đảm bảo nhiệt độ giữ dưa hấu còn tươi ngon là tốt nhất, không cần quá lạnh. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là nên để dưa hấu nguyên quả vào ngăn cuối cùng của tủ lạnh, giữ ở nhiệt độ từ 8 đến 10 độ C. Ở nhiệt độ này vừa đảm bảo dưa tươi ngon vừa giữ nguyên mùi vị của dưa. Mỗi lần ăn không nên vượt quá 500 gram, ăn từ từ là tốt nhất. Ngoài ra, đối với những người sâu răng, người có hệ tiêu hóa hoạt động không tốt cần đặc biệt chú ý, không nên ăn dưa lạnh là tốt nhất. Bởi khi gặp lạnh đột ngột, răng sâu sẽ vô cùng đau nhức, hệ tiêu hóa hoạt động lại không hiệu quả, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Không ăn chuối cùng dưa hấu. Dưa hấu chứa hàm lượng đường cao, lên tới khoảng 15% và rất giàu kali. Trong khi đó, chuối cũng rất giàu kali, khoảng 300-500mg trên 100g. Do đó, với những bệnh nhân mắc suy thận không nên ăn kết hợp cùng lúc hai loại trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu. Nếu hàm lượng kali trong máu tăng cao có thể gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh. Người rối loạn tiêu hóa không nên ăn dưa hấu. Khi ăn quá nhiều dưa hấu, bạn có thể bị trướng bụng, đầy hơi, chán ăn, đi tả do tỳ vị bị tổn hại. Bởi dưa hấu là thực phẩm sống, nguội, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Do đó, những người lớn tuổi có đường ruột yếu kém do tuổi tác hay bệnh lý cũng không nên ăn dưa hấu. Không ăn dưa hấu khi cơ thể đang bị lạnh. Khi cơ thể đang bị nhiễm lạnh, không nên ăn dưa hấu. Bởi dưa hấu có tính hàn sẽ làm nặng thêm các triệu chứng nhiễm lạnh. Khi lạnh tăng sẽ làm cơ thể sốt cao, khát nước, đau họng, nước tiểu đậm màu khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Không ăn dưa hấu đã bổ ra quá lâu. Mùa hè nhiệt độ cao, vi khuẩn phát triển mạnh. Nếu dưa hấu đã bổ ra để quá lâu trong nhiệt độ phòng sẽ bị vi khuẩn xâm nhập. Khi ăn vào có thể gây ra các bệnh về tiêu hóa như tiêu chảy. Những người suy thận không nên ăn. Thận yếu làm giảm chức năng bài tiết nước nên bệnh nhân mắc bệnh thận thường bị phù chân. Nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây tích nước, thận không kịp thời bài tiết nước ra khỏi cơ thể dẫn đến lượng nước vượt quá khả năng dự trữ nước của cơ thể, dung tích máu tăng lên, tình trạng sưng phù ngày càng nghiêm trọng kéo theo mệt mỏi, kiệt sức. Vì vậy, những người thận yếu hoặc mắc các bệnh về thận nên ăn ít hoặc không nên ăn dưa hấu để đảm bảo sức khỏe. Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều dưa hấu. Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Trong quá trình mang thai, tâm lý của phụ nữ không ổn định, sinh lý cũng có nhiều thay đổi, lượng insulin tiết ra không đủ, khiến tác dụng của đường trong máu giảm, nồng độ đường trong máu cao, gây ra bệnh tiểu đường thai kỳ. Bên cạnh đó, ăn dưa lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy. Do đó, bà bầu không nên ăn quá nhiều, càng không nên ăn dưa hấu ướp lạnh. Dù là ngày hè có oi bức đến đâu, không nên bỏ hạt dưa hấu khi ăn. Nhiều người có thói quen bỏ hạt dưa mà không biết rằng đã bỏ lỡ rất nhiều axit cần thiết cho cơ thể như tryptophan giúp dễ ngủ, glutamate tăng cường hoạt động trí não và lysine giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ hình thành collagen tốt cho xương khớp. Đặc biệt, hàm lượng lycopene và vitamin trong hạt dưa còn có tác dụng làm tăng khả năng sinh sản ở nam giới và duy trì hệ thần kinh, có lợi cho đời sống tình dục. Không ăn khi cơ thể mệt mỏi. Khi đang mệt mỏi, nhiều người có sở thích ăn hoa quả lạnh, đặc biệt là dưa hấu. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm cơ thể bạn mệt mỏi hơn mà không hề biết nguyên nhân, vì dưa hấu sẽ làm tăng lượng nước trong cơ thể. Nếu lượng nước dư thừa không được bài tiết ra khỏi cơ thể, thì khối lượng máu sẽ tăng và tiếp tục gây nghiêm trọng cho tình trạng sưng tấy, dẫn đến kiệt sức và mệt mỏi. Không nên gọt bỏ lớp cùi màu trắng. Cùi dưa hấu phần màu trắng có chứa lượng đường, chất khoáng, vitamin phong phú, có tác dụng giải nhiệt, hạ nóng bài trừ mệt mỏi, giảm huyết áp, cải thiện khả năng hoạt động của hệ thống miễn dịch và tuần hoàn máu. Do đó, dù khó ăn nhưng bạn cũng không nên gọt bỏ chúng. Bên cạnh những tai hại, dưa hấu mang đến nhiều lợi ích cho người ăn như cung cấp nước cho cơ thể, tăng cường chất chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể, phòng ngừa ung thư, phòng ngừa bệnh lý tim mạch, ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa hen suyễn tốt cho da và tóc,
Tăng chất lượng và số lượng tinh trùng hạt dưa hấu giúp ngăn ngừa thiếu máu. Cách chọn dưa hấu ngon. Dưa có mảng vàng. Dưa hấu ngon sẽ không xanh đều mà có một mảng màu vàng. Dưa không quá bóng. Những quả dưa quá bóng bẩy có thể chưa chín. Dưa chắc tay. Vỏ tay thử lên vỏ trái dưa. Nếu lớp vỏ chắc tay và có độ nảy thì đây là quả dưa ngon. Dưa nặng tay. Bạn hãy chọn những quả dưa nặng nhất so với những quả dưa cùng cỡ vì những nó sẽ có nhiều nước hơn. Dưa tròn đều. Dưa hấu có thể có hình tròn hoặc hình bầu dục. Bạn có thể chọn một trong hai dáng trên nhưng hãy tránh những trái dưa có những vết lồi lõm không đều. Dưa có các đốm đen. Những đốm đen trên vỏ dưa là đường trong dưa chảy ra ngoài. Dưa hấu có nhiều đốm này sẽ rất ngọt. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.